Chương 1 Nguồn Mê truyện audio com Đinh Hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng 100 điểm tích phân, nhiệm vụ bắt đầu thăng cấp, công lược nam chủ. Tân Rốt cuộc cũng có thể công lược nam chủ. Một thân hắc y, đầu đội hắc mũ, trách hai cái đuôi ngựa biện, một đôi mắt to đảo tới đảo lui, bên trong ánh mắt che giấu không khỏi sự vui sướng, cô tên là Dư Bạch, là một người mang chức nghiệp xuyên giả, xuyên qua đến mỗi thế giới để hoàn thành nhiệm vụ kiếm lấy tích phân, đổi RMB hoặc là làm nhiệm vụ lấy đạo cụ, lại hoặc là mở ra nhiệm vụ che giấu, kiếm gấp bội tích phân. Dư Bạch nằm ở trên sofa, vừa mới hoàn thành nhiệm vụ tức giận bất bình cũng không chiếm được tình yêu say đắm, cô nói trong hư không. Rút ra tình cảm. Đinh. Rút ra thành công. Lại là một âm thanh máy móc, một tia tình cảm biến mất hầu như không còn, dư bạch thật sâu phun ra một hơi. Miu Miu, mở cửa hàng. Miu Miu là hệ thống, cùng cô xuyên qua mỗi thế giới. Đinh. Cửa hàng mở, chủ nhân còn thừa 200 tích phân. Dư Bạch nghe thấy con số tích phân da mặt kéo xuống dưới, cô hoàn thành nhiều nhiệm vụ như vậy, đều bị cô vì làm nhiệm vụ mở ra các loại bàn tay vàng, không có biện pháp, khi đó chỉ có thể công lược nam xứng, mà nam xứng lại là lão nhị của nữ chủ ngàn năm, mỗi lần cô làm nữ xứng đều là các loại quấy rối, Trở ngại nam xứng trở thành nam chủ, cho nên mỗi lần nam xứng phát sinh điểm gì cô đều phải dùng tánh mạng tới thêm đem du, mà cô lại lười biến chết, mỗi lần mở ra bàn tay vàng liền một giây. Hoàn thành, đáng thương cuối cùng chỉ còn 200 phân. Xem xét mở nhiệm vụ. Dư Bạch cúi đầu mất trí nói. Đinh. Mở ra thanh mai trúc mã nhà bên. Xem xét tích phân đạt được cho nhiệm vụ. Đinh hoàn thành sẽ đạt được 300 tích phân. Qua, công lược nam chủ thật là nhiều tích phân A, tiếp thu nhiệm vụ. Dư bạch một chút liền nhảy dựng lên, trên mặt bởi vì càng thêm cao hứng bắt đầu đỏ rực. Đinh. Mở ra nhiệm vụ, bắt đầu đến. Không gian trước mắt dư bạch liền thay đổi. Trước mắt thân phận của cô là nữ số 2 cùng nam chính, nữ chính cùng nhau lớn lên, còn gọi là lốp xe dự phòng ngàn năm của nam chính, mà nữ chủ là người được trọng sinh, cho nên tính cách tương đối an tĩnh. Mà bây giờ dư bạch cô đã xuất hiện ở đây rồi, nam nữ chính từ nhỏ bên nhau lớn lên, mà nữ xứng dư bạch vừa gặp nam chủ đã bắt đầu thích, vẫn luôn thích suốt 15 năm, mà nam chính chỉ xem cô là em gái, nhưng nữ xứng không cam lòng, liền tìm chút lưu manh vây quanh nữ chủ, nhưng cuối cùng bị nam chủ phát hiện âm mưu, liền cùng nữ xứng đoạn tuyệt quan hệ, kết cục cuối cùng nữ chủ cùng nam chủ ở bên nhau, mà nữ xứng tương đối thảm, bởi vì đau lòng mà bị mất trong tai nạn xe. Trước mắt nhiệm vụ chính là nghĩ mọi cách làm nam chủ thích cô, mà nữ chủ thích nam xứng hiện tại Dư Bạch chỉ có 5 tuổi, trước mắt chính là muốn thừa dịp mọi người tuổi còn nhỏ, nếu không từ thủ đoạn chia rẽ một đôi thanh mai trúc mã. Nhiệm vụ này, cảm giác cũng giống như trước kia không có gì thay đổi. Chẳng qua từ nam xứng biến thành nam chủ. Miu Miu, nhiệm vụ chính là cái dạng này dư bạch có điểm hoài nghi dò hỏi đúng vậy chủ nhân trước mắt ngài mới vừa chuyển nhà tới đây ngày mai sáng sớm nam chủ nữ chủ liền sẽ tới chào hỏi ngài chúc ngài nhiệm vụ thành công âm thanh miêu miêu bắt đầu biến mất dư bạch nhìn cái chân ngắn nhỏ trên người mình lại còn có một thân hình thịt ba chỉ hình dáng nữ xứng thật là dáng người này muốn lôi kéo nam chủ như thế nào tính tính trước lúc ngủ bên ngoài đã đen nhánh một mảnh có phải hay không một âm thanh tiếng chó sủa truyền đến một đêm ngủ ngon dư bạch mở mắt ra liền thấy rõ ràng bốn phía phòng ngủ nhỏ điều kiện gia đình cô có thế gọi là khá giả không phải thực giàu có chỉ có thể đủ sống Trăng rắc âm thanh mở cửa con gái tỉnh rồi sao một vị dáng người cùng dư bạch không sai biệt lắm có cái bụng bia trên mặt là gương mặt mập mạp mà tóc là tóc quăng toái phát đây là cha cô Vương Hằng, trước mắt thân phận Dư Bạch tên là Vương Tiêm, trong nhà chỉ có cha, khi sinh cô mẹ cô đã qua đời. Ba Đây là xưng hô nữ xứng gọi từ nhỏ tới lớn. Ai, đây là quần áo mới, mau mặc vào, hàng xóm mới tới chào đón chúng ta. Vương Ba cầm một cái váy màu hồng phấn, có ren bên dưới, chẳng qua, này váy thoạt nhìn rất là dài rộng. Ba, con không thích mặc váy. Vương Tiêm nhìn váy có điểm xấu hổ, Cô đều đã lâu không có mặc qua váy như vậy. Chỉ là, con gái, chúng ta không nhiều quần áo, lần trước ba sửa lại quần áo mà con cũng không mặc vừa. Vương Ba nhìn Vương Tim rối rắm nói, nghe thế, Vương Tim cũng thấy mình thật béo, cuối cùng đem ba đuổi ra, chậm rãi đem quần áo mặc vào. "Ba ơi, giúp con kéo khóa lên với." Vương Tim một giọng nói trẻ con bên ngoài kêu. "Tới tới, để ba giúp con mặc." Vương ba cộp 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 chạy vào, vương ba đem thịt mỡ vương tim hướng bên trong tắc tắc, cuối cùng hai người mồ hôi đầy đầu, rốt cuộc cũng mặc vào. Hẳn là phải sửa thêm. Vương ba thở phì phò, vương tim cũng ngồi ở trên giường thở dốc. Con, con muốn giảm béo. Chờ vương tim rửa mặt chải đầu xong, chậm rì rì đi vào phòng khách, chỉ thấy phòng khách trên sofa có hai đứa trẻ ngồi, một nam một nữ, nữ hài tương đối yên tĩnh, ngồi ở trên sofa vẫn không nhúc nhích, bộ dạng cũng không tồi hiện tại nhìn là mỹ thiếu nữ mà nam hài là cái loại này sô ta bộ dạng thanh tú làn da thực trắng chào các cậu tớ là vương tim vương tim đi đến phía trước đối với hai người cúi đầu chào hỏi nam hài nữ hài đồng thời ngẩng đầu thấy vương tim trên mặt cứng đờ nữ hài còn tốt thực mau liền khôi phục bình thường nam hài liền vẫn luôn nhìn vương tim chào cậu tớ là tử tuệ nữ hài mỉm cười chào hỏi còn cậu. Vương tim trang tựa vô tình nhắc nhở nam hài còn đang nhìn chầm chầm cô, cô không cảm thấy đây là biểu tình coi trọng cô, hẳn là bị hình thể cô dọa sợ rồi. Ta. Nam hài lập tức phục hồi tinh thần lại, sắc mặt đỏ bừng cúi đầu, ta là tử bạch. Tên nam chủ nữ chủ đều gần giống nhau, vương tim cảm thấy hy vọng có điểm xa vời, nhưng là tốt xấu cô đã trải qua nhiều thế giới như vậy, nhiều nhiệm vụ như vậy, huống chi, bàn tay vàng cô có 200 tích phân. Chào các cậu, về sau các cậu mang theo tớ chơi được không, tớ vừa tới, đều không quen thuộc. Vương tim đặt mông ngồi ở trên sofa, bên cạnh tử bạch rõ ràng cảm giác được mình bị tuột xuống, có điểm kinh hoảng muốn đứng lên, nhưng vương tim sao có thể đồng ý, trực tiếp một phen lôi kéo cánh tay, cười nhìn hắn. Chương 2 Nguồn Mê truyện audio.com Tớ sẽ không chơi quá nhiều, việc này cậu có thể tìm tử bạch tử tuệ đạm nhiên mỉm cười được a à. cái này đúng với mong muốn của cô vẻ mặt cao hứng nhìn bên cạnh tiểu nam sinh cậu về sau mang tớ đi chơi được không tử bạch vẻ mặt đỏ bừng còn không có biến mất bị lôi kéo không cho đứng dậy ngồi ở trên sofa xấu hổ không thôi thấy trước mặt dựa lại đây vội vàng gật gật đầu tỏ vẻ đáp ứng chúng ta đây nói tốt về sau tớ tới nhà cậu tìm cậu chơi Vương tim thấy mục tiêu hoàn thành, trên mặt lôi kéo tươi cười, chính là cô cảm giác được trên mặt thịt cũng đi theo cô động ném tới ném đi. Ba người ở bên nhau giới thiệu một phen, bởi vì vương tim nhiệt tình ba người thật mau liền quen thuộc, còn hẹn ngày mai mọi người cùng nhau đi chơi, vương tim cảm thấy rất là mỹ mãn trở lại phòng, một hồi mùi hương nhẹ nhẹ từ môn phùng truyền tới. Ba, ba đang làm cái gì a? À? Như thế nào mà thơm vậy? Vương Tim bụng từ ngửi được mùi hương liền bắt đầu kêu, nhịn không nổi thèm trùng chạy xuống tới. Thịt kho tàu chân heo, ba hôm nay cố ý nhiều mua hai chỉ, con mau tới nếm thử. Vương Ba bưng một cái thật lớn ra tới, bên trong chất đống đã rất cao dầu mỡ chân heo, mặt trên còn nóng hôi hổi. Vương Tim nhìn đến cái này bụng càng là kêu hoang, cô lưu trữ nước miếng đi đến bàn ăn bên cạnh, nhìn cái bàn kia mùi hương bốn phía. Mau ăn a. À lần trước còn nói là ba mua thiếu. Vương ba thấy nhà mình nữ nhi liền đứng bất động, nhìn chầm chầm chân heo không nói lời nào. Ba. Vương tim khóc không ra nước mắt nhìn chân heo. Làm sao vậy? Vương ba cầm lấy một cái gặm hai miếng, tấm tắt thanh âm dẫn tới vương tim. Về sau có thể hay không làm cho con rau dưa, con muốn giảm béo. Vương tim nhìn cánh tay kia làn da tuy rằng tuyết trắng, lại còn có mang theo hồng nhuận tỏ vẻ khỏe mạnh, chỉ là duỗi tay liền rung thịt mỡ, làm Vương Tim trong lòng cũng rung. Giảm béo. Vương Ba nhìn qua, đem Vương Tim từ đầu đánh giá, gật gật đầu nói, "Là quá nhiều thịt. Cho nên, hôm nay ăn chân heo, về sau đừng làm thịt ha." Vương Tim duỗi tay bắt được một chân heo, yên lặng ăn lên. Vương thúc thúc. Một giọng nam quen thuộc vang lên. Vương Tim nghe thấy nam âm trên mặt cười chạy nhanh cộp 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 chạy đến cửa, chỉ thấy tử bạch bưng một đĩa thức ăn, chẳng qua thấy vương tim gặm chân heo có điểm lùi lại về phía sau. Tử bạch, cậu tới rồi, nhà tớ chưa ăn cơm, cậu muốn ăn không tới nếm thử đi. Vương tim hoảng chân heo trên tay, vẻ mặt dầu mỡ đối với tử bạch ha hả cười, tử bạch tay không rung lên, thiếu chút nữa liền phải quăng ngã mâm, còn là ổn định. Tử bạch đến hả, đây là. Vương ba cũng đi ra, thấy mâm trên tay hắn, mâm điểm tâm. Vương thúc thúc, đây là mẹ con gửi chú. Tử Bạch thấy Vương Ba cũng là vẻ mặt dầu mỡ, trên mặt tuy rằng vẫn là không có biểu tình, chính là lại lui về phía sau một bước, con về đây. Hắn nhón chân đem mâm đặt trên tủ giày, lập tức xoay người rời đi, Vương Tim còn không có phản ứng lại, đã không nhìn thấy bóng dáng Tử Bạch đâu nữa, chỉ có thể tiến lên cầm lấy mâm, thử một miếng vào miệng, ngọt nị, vẫn là tiếp tục gặm chân heo lần đầu tiên gặp mặt vương tiêm đã đoán được tính cách nam chính chính là một cái tiểu đại nhân mà nữ chính kia trọng sinh trở thành trẻ con mà cô là nữ xứng là một cái đại nhân trung đại nhân mà nam xứng còn chưa có xuất hiện lại qua một ngày vương tiêm đi tìm tử bạch chơi chính là tới rồi mới biết được tử bạch cùng tử tuệ đã đi nhà trẻ vương tiêm bởi vì là vừa dọn tới đây ba cô còn chưa tìm nhà trẻ mà hiện tại chỉ còn lại một mình cô liền ở bên ngoài nơi nơi dạo nhà cô ở một cái ngõ nhỏ bên trong bốn năm hộ nhà ở đó chỉ có vương tim tử tuệ tử bạch là trẻ con nhà tử bạch ở bên phải nhà vương tim mà tử tuệ ở bên trái đối diện bọn họ xem xét công năng bàn tay vàng vương tim ở một bên hồ ngồi dưới đất nhẹ nhàng ở trong đầu nói ra mệnh lệnh đinh trước mắt nhưng đổi công năng bàn tay vàng cứu giác cảm ứng trong đầu quen thuộc máy móc tiếng vang lên vương tim cảm thấy mỹ mãn Lần này cô chỉ có 200 tích phân còn có thể đổi cái bàn tay vàng, đổi cảm ứng. Đinh đổi thành công, khấu trừ tích phân 100, còn thừa tích phân 100. Vương Tim chậm rãi quen thuộc bàn tay vàng này, miên lai like đây là có thể cảm ứng được cảm xúc của Tử Bạch, cảm giác. Có điểm xương sườn a, chính là khứu giác cũng cảm giác vô dụng, cái này cảm ứng còn có thể giúp điểm vội, cô về đến nhà, lão ba đã đi ra ngoài, chạy đến phòng mình đột nhiên thấy phía sau cửa có cái ánh sáng, vương tim duỗi tay mở ra, phát hiện là một mặt gương, gương. Vương tim lập tức nhắm mắt, vừa mới từ kia trong gương chợt lóe mà qua không rõ vật thể thiếu chút nữa hoảng đến đôi mắt cô, không thể nào. Tuy rằng biết mình nặng, nhưng quái vật khổng lồ này thật là cô sao, nhắm hai mắt vương tim cảm thấy cô nội tâm xuất hiện hai cái oa oa, một cái oa oa là hắc, một cái oa oa là màu trắng, hắc qua oa, oa nói dù sao đều là chính ngươi, nhìn không thấy kia thịt vẫn là lớn lên ở trên người mình, mà bạch qua oa nói không cần xem. Không xem trong lòng còn sẽ dễ chịu một chút, cuối cùng hai cái oa oa đại chiến 300 hiệp, hắc qua oa thắng được, vương tim mở mắt ra, một chút đã bị gương người sợ tới mức ngồi dưới đất, mà gương người cũng đi theo giống nhau ngồi dưới đất này. Đây là cô sao? Gương nội thịt cầu kinh tủng hai hai tương vọng, kia trên mặt thịt đều tể ở một đống, đặc biệt là đôi mắt, không, không thể nói đôi mắt, bởi vì cũng chỉ có một cái phùng, kia ruột già miệng, còn có kia thượng thân hôm nay mới vừa đổi váy, đem thịt cắt cao tể ở bên trong, chân như hai cái thùng phi, càng đừng nói eo, cô căn bản không biết eo ở nơi nào. Cô ở hiện thực không được coi là người rất đẹp, nhưng cũng là một em gái nhỏ, quần áo trên thị trường đều có thể mặc vừa được, nhưng hiện tại hình thể này đừng nói là quần áo bình thường, đã được sửa rồi chưa chắc có thể mặc vào vừa được, vương tim chậm rãi bò hướng gương, cô xem rất rõ ràng trên mặt thịt ở run rẩy, cô eo thon nhỏ, cô tế cánh tay, cô mặt trái xoan. Ô ô ô ô Vương tim trực tiếp ngồi dưới đất bắt đầu khóc, sao lại có thể như vậy, dáng vẻ này làm sao cô có thể công lược nam chủ A, cũng trách không được tử bạch mỗi lần thấy cô đều là vẻ mặt không tình nguyện cùng sợ hãi. Vương tim này chính cô nhìn cũng cảm thấy sợ hãi, khóc một hồi, giọng nói đều cảm thấy không được. sắc sắc hai mắt của mình tính toán vào phòng khách uống nước, đứng lên vỗ vỗ thân mình, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lại xoay người quay đầu lại, một con chân phải dùng sức, rắc một. Tiếng, kia đặt ở phía sau cửa gương bắt đầu vỡ tan, vương tim hả giận giống nhau thở ra một hơi lại lần nữa rời đi đi uống nước. Chương 3 Nguồn Mê truyện audio com Uống xong ly nước cô tức khắc bình tĩnh trở lại, mẹ cô trước kia không có mập, mà cô là kết tinh tình yêu của hai người nên ba chăm sóc cô rất tốt, cho nên trở thành dáng người như thế này là điều tất nhiên. Nhưng theo cô nhớ trong nhà có máy chạy bộ cơ, khi đó ba nhất thời cao hứng kiền mua để thử xem, nhưng nghị lực không đủ, liền để nó trong nhà kho không đụng vào nữa. Vương tiêm vội vàng đi đến nhà kho để tìm, tìm thật lâu mới thấy được. Mà có điều. Chiếc máy này quá lớn, cô không thể tự mình đem ra được. Con gái, ba tìm được nhà trẻ cho con rồi, ngày mai ba đưa con đi. Âm thanh Vương Ba bên ngoài truyền đến ở đâu ạ, à, cùng với nhà trẻ của Tử Bạch sao? Vương Tim chạy ra. Đúng vậy, ở chỗ này chỉ có mỗi nhà trẻ đó, hơn nửa lần này tìm nhà trẻ có ba mẹ Tử Bạch giúp đỡ, con học cùng lớp với Tử Bạch. Vương Ba gật gật đầu. Đầu chảy đầy mồ hôi, lại cô nan, thời tiết này thật là nóng chết mất, hiện tại chính là tháng 9, đối với những người mập như bọn họ là thời gian khiến người ta mệt mỏi vậy là tốt rồi vương tim cao hứng hiếp mắt nghĩ đến cái gì đó lại nhìn về phía ba mình ba ơi con muốn rèn luyện thân thể ba đem máy chạy bộ ra giúp con được không được a à. vương ba thực sảng khoái đáp ứng rồi trực tiếp vào nhà kho đem máy chạy bộ ra vương tim cầm dẻ lau chùi chùi phát hiện ra máy chạy bộ vẫn còn mới tinh có điểm bất đắc dĩ nhìn về phía ba mình vương ba cười ha ha liền ngượng ngùng đi cắm dây điện máy chạy bộ rất mau đã hoạt động vương tim đi lên chỉnh tốc độ thấp nhất chậm chậm đi sau một hồi liền thở hổn hển nằm xuống sàn nhà con gái kiên cường chính là thắng lợi con từ từ mà tập ba đi ngủ trưa đây vương ba vỗ vỗ đầu vương tim vẻ mặt biểu tình sâu sắc vương tim cúi đầu không nói gì chờ thể lực khôi phục lại tiếp tục lần nữa lên chạy bộ cô cứ kiên trì chạy bộ mà không xuống nghỉ trong lòng cô có tín niệm phải có mặt trái xoan eo thon nhỏ đó mới chính là dáng người chuẩn mãi đến khi buổi chiều vương ba thức dậy thấy con gái nhà mình vẫn còn chạy bộ trong lòng có điểm sốt ruột con gái à muốn giảm béo thì phải từ từ cứ như vậy một ngày không gầy đi được mà thân thể sẽ bị phế đấy ba chỉ có mình con là con gái thôi a à. ba ba cứ yên tâm con gái ba sẽ chăm sóc ba khi già vương tim xua xua tay mãi khi đến tối vương tim mới xuống máy chạy bộ cô hiện tại cảm thấy chân phát run lên đôi mắt ứa ra ngôi sao tay sờ khắp người mình vẫn là cảm giác không có gì thay đổi con gái mau ăn đi ăn xong mới có sức tập luyện chứ vương ba cầm một cái chân gà đặt trong chén vương tim cô liền nghĩ nếu đem chân gà này ăn sau đó người mình sẽ toàn thịt thịt cô tay run đem chân gà gắp bỏ vào chén vương ba con gái con không ăn sao ba cố ý làm rất nhiều còn hầm gà trước khi chiên nữa vương ba nhìn chân gà trong chén mình rồi kinh ngạc nhìn nữ nhi nhà mình con muốn giảm béo ba hãy cho con hoàn thành mong muốn gầy của con đi vương tim vẫn chăm chỉ ăn rau xanh ba phát hiện mấy ngày nay con thực thông minh hơn nữa thực nghe lời còn biết giảm béo vương ba nghi vấn nhìn nữ nhi nhà mình đột nhiên nghĩ đến cái già đó sắc mặt lập tức khó coi có phải có người nói con cái gì không cái đứa nào ba sẽ đi đánh chết nó vương ba liền đứng lên hướng ra bên ngoài không phải ba ơi vương tim vội vàng lôi kéo ba mình lại sức lực của trẻ con sao mà so được với người lớn vẫn bị vương ba kéo đi ba người bình tĩnh đã không có ai nói gì con hết chẳng qua con thấy ảnh thời mẹ còn trẻ thật xinh đẹp nên con mới muốn giảm béo vương ba nghe được chữ mẹ liền dừng lại có chút thương tâm cúi đầu mẹ con thời trẻ thật rất xinh đẹp hơn nữa khi đó mẹ con có rất nhiều người theo đuổi cho nên con cảm thấy nếu con gầy xuống sẽ xinh đẹp giống như mẹ vậy vương tim đứng phía trước vương ba dùng sức gật gật đầu vương ba ngẩng đầu lên nhìn con gái trong mắt có chút nóng lên ông chặt lấy vương tim vì thể hình của vương tim nên chỉ ôm được một chút mà không thể ôm lấy toàn bộ vậy ba sẽ cùng con giảm béo vương ba cũng gật gật đầu dùng sức nói được ạ à, vương tim cao hứng cười rộ lên nhưng chân gà hôm nay phải ăn luôn bắt đầu ngày mai ba không làm cái này nữa vương ba kéo vương tim về lại bàn cơm nhìn đĩa chân gà vương tim vẻ mặt đau khổ nhưng ngẫm lại đây là lần cuối nhẹ nhàng gật đầu nói kia được rồi hai cha con nói xong bắt đầu liền ăn đĩa chân gà ngày càng ít đi cuối cùng toàn bộ đã bị ăn sạch mà vương tim no đến nỗi ngồi trên ghế mà không thể đi xuống chỉ có thể làm phiền vương ba đỡ về phòng lên gường, gường lập tức kẻo kẹt một tiếng. Mãi cho đến khi mười mấy giờ mới cảm thấy bụng đã tiêu hóa bớt, cô mới chậm rãi bò dậy vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa. Hiện tại vương tiêm mặc một bộ váy ngủ, dưới váy có chút xù xù trắng mặt trên người rất thoải mái. Đã hơn 11 giờ, vương Tim nằm một hồi trên gường không ngủ được, nhiệm vụ trước đây của cô là vũ nữ ở hộp đêm nên mỗi ngày buổi tối đều phải đi làm, cho nên bây giờ chưa thể ngủ được vương tim nằm nằm liền cảm thấy nhàm chán lúc này cô không có di động đi đến ban công thấy nhà cách vách còn sáng đèn đó chính là nhà của tử bạch cũng là nam chủ mà cô phải công lược đi đến ban công mới phát hiện ban công hai nhà có thể vượt qua khóe miệng vương tim công lên đây là ông trời cho nàng cơ hội a à. vương tim liền nghĩ tới cô đã quá xem nhẹ cân nặng của cô rồi đầu đầy mồ hôi lại còn với không tới cô trở lại nhà mình đem cái ghế đến trong lòng cười hắc hắc một tiếng, đem ghế nhỏ dẫm rốt cuộc cũng có thể qua được. Nhẹ nhàng đi đến chỗ cửa kính, bức rèm bên trong không có kéo lại. Vừa vặn có thể thấy rất rõ ràng tình huống ở bên trong. Chỉ thấy một tiểu nam sinh tóc còn ướt ngồi trên bàn viết gì đó, hơn nữa là rất nghiêm túc. Vương Tim nhắm chuẩn cơ hội, một chút liền tiến vào trong phòng, động tác này có yêu cầu cao độ đối với eo cô, tuy rằng không tới eo, thiếu chút nữa mới vượt qua được chương 4 Nguồn Mê truyện audio com Vương tim thở ra một hơi thật sâu, lại lần nữa đi về phía tử bạch. Âm thanh bút chì cùng giấy trắng xoát xoát truyền tới. Cô nhìn chầm chầm vào trang giấy trắng kia, chỉ thấy có hai cái vòng tròn và một ít đường cong lung tung, này giống như là một người. Vương tim có thể nhận ra đó là người vì bên cạnh cái vòng trong kia viết hai chữ, vương tim chẳng lẽ là vẽ cô. Trái tim nhỏ bé chậm rãi đau lên, mà Vương Tim cảm ứng được lúc này tâm tình Tử Bạch dường như rất vui sướng. Tử Bạch ca ca. Vương Tim hiện tại rất lo lắng. A. À. Đột nhiên nghe thấy âm thanh từ phía sau, hắn sợ tới mức thiếu chút nữa là làm ngã ghế xuống, xoay người thấy một khuôn mặt lớn, quanh một tiếng, thật sự ngã xuống ghế. Nha, Tử Bạch ca ca mau đứng lên, sao mà lại té xuống? Vương Tim thấy Tử Bạch nằm dưới đất vội vàng tiến đến dìu hắn lên. Cảm Cảm ơn. Tử Bạch gian nan bò dậy, hắn phát hiện cảm xúc trên tay rất là mềm mại, làm hắn không muốn buông ra, nhưng đảo mắt nhớ đến một việc, cậu vào bằng cách nào vậy? Vương Tim kéo hắn ngồi trở lại ghế, vui cười trả lời, leo vào a, à, leo, leo. Tử Bạch có điểm kinh ngạc đến ngơ người, nhìn thể hình này của Vương Tim, rất khó tưởng tượng sao có thể leo qua được. Tử Bạch, cái này cậu vẽ tớ sao? Vương Tim lại nhìn vào trang giấy trên bàn. Tử Bạch phát hiện hình mình vẽ đã bị thấy, mặt đỏ lên, vội vàng che đi. Nhưng vương tim đâu có cho hắn cơ hội để tiêu hủy, ý vào ưu thế về thể hình của mình lấy tờ giấy ra, cài này càng thêm rõ, đây chính là vẽ cô, cô lập tức nghiêm túc nhìn Tử Bạch. Đây là tớ vẽ chơi thôi. Tử Bạch ngượng ngùng, ánh mắt tránh né người đối diện. Nhưng là cậu vẽ tớ. Ngón tay bụ bẩm của vương tim chỉ vào tờ giấy. Ân ân tớ vẽ cậu tử bạch gật đầu có thể đừng nói lắp hay không vương tim tiến đến gần tử bạch phát hiện nam sinh này lớn lên tương đối tuấn tiếu liền không biết lớn lên có trường tàn hay không được tử bạch ngốc manh gật gật đầu ngoan vương tim sờ sờ đầu hắn cậu hiện tại không sợ tớ cô đột nhiên cao hứng lên bởi vì cảm giác tâm tình tử bạch hiện tại là khẩn trương chứ không phải sợ hãi tớ không có sợ cậu tử bạch nhìn cánh tay bụ bẩm kia thấy rất là đáng yêu có làm hắn nổi lên ý muốn sờ thử cậu vẽ tớ về sau tớ chính là người của cậu nhưng cậu không được chơi xấu a à, tử bạch có điểm ngốc ngốc mở to hai mắt cậu có phải hay không hiện tại muốn chơi xấu vương tim vẽ mắt ủy khuất cúi đầu không có không có tử bạch vội vàng xua xua tay lại có điểm rối rắm nói nhưng tớ cũng vẽ mẹ tớ ba tớ còn cả ông nữa cho nên bọn họ là người của cậu cậu xem không phải mỗi ngày mọi người đều ở bên nhau sao vương tim giải thích cô nảy lên ý tưởng phải làm tẩy não suy nghĩ của tiểu hài tử này a à? từ bạch gật đầu rồi lại lắc đầu nhưng cảm giác vẫn không đúng là dạng này mẹ và ba cậu mỗi ngày không phải cho cậu chơi cho cậu ăn cơm sao ông cậu cũng không phải luôn ở nhà sao cho nên bọn họ đều là người của cậu nga tử bạch tuy ra có chỗ không hiểu còn gật gật đầu tỏ vẻ đã biết về sau tớ cũng sẽ là người của cậu vương tim thấy mục tiêu đã bị cô tẩy não trong lòng vui vẻ được tử bạch lại lần nữa gật gật đầu tớ là người của cậu rồi cậu về sau không thể lại vẽ người khác chỉ có thể vẽ mẹ ba ông và tớ thôi vương tim lại đem những việc cần chú ý nói ra nếu về sau hắn đem ý tưởng bị cô tẩy não vẽ tranh cho nữ sinh khác, chuyện liên sẽ nghiêm trọng, khả năng nàng còn dạy hư một tiểu nam sinh ngốc. Tớ có thể vẽ bà ngoại, chú tớ được không? Người trong nhà có thể vẽ, không phải người trong nhà liền không thể. Đã biết. Vương Tim thấy kế hoạch của mình đã hoàn thành một nửa, trong lòng rất cao hứng. Vậy cậu mau đi ngủ đi, tớ cũng phải về, ngày mai còn phải đi học, ngày mai tớ cũng đi học, cậu chờ tớ được không? vương tim nhìn ánh mắt nam sinh có điểm buồn ngủ nàng rất thông cảm đi đến ban công tìm cách trở về được tử bạch xoa xoa mắt nhìn theo hướng vương tim bởi vì tử bạch có cái ghế nhỏ cho nên vương tim rất nhanh chóng trở lại ban công nhà mình cậu ngủ đi tớ cũng đi ngủ đây ngủ ngon vương tim xua xua tay ý bảo tử bạch đi vào tử bạch gật đầu đi vào kéo bức rèm lại tắt đèn một đêm ngủ ngon ngày thứ hai sáng sớm tinh mơ vương tim liền tỉnh nàng phát hiện eo thịt lại nhiều hơn một chút trong lòng rất là buồn bực nhưng vẫn sớm mặc đồ lần này không cần sự hỗ trợ của vương ba mà tự mình chuẩn bị tốt chờ vương ba vào thấy con gái nhà mình ăn mặc chỉnh tề nha con gái nhà ta hiện tại thực ngoan a à, tự mình biết đánh răng thay quần áo mấy ngày trước còn cần ba giúp về sau những việc này con sẽ tự làm vương tim bày ra dáng vẻ người lớn cho nên ba có thể yên tâm không tồi vương ba cao hứng hôn lên mặt vương tim một cái vương tim vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía vương ba ba sau này đừng hôn con con đã lớn rồi ba không thể hôn con gái mình a à. vương ba ủy khuất lên án con gái có không cần tỏ ra người lớn như vậy vương tim bất đắc dĩ không nói trực tiếp xuống lầu nhà cô có hai tầng mỗi lần lên xuống đều thở hồng hộc một chút liền thấy trên bàn là bánh bao và cháo nóng hổi, nếm thấy mới phát hiện là cháo trứng muối thịt nạc mà cô thích nhất. Vương ba xuống, thấy vương tim ăn sáng vẻ mặt liền ôm nhu ngồi đối diện, con gái, ba đi công tác, có thể không về kịp đón con tan học, buổi chiều con đi theo tử bạch, tử tuệ về nhà bọn họ nha. Vâng, ba yên tâm đi. Đây thật đúng với mong muốn vương tim. Thùng thùng. Vương tim nghe được âm thanh vội vàng buông chén đổ đi đến cửa, mở của liền phát hiện đúng là tử bạch, còn có một bên đứng đối diện cô đó là tử tuệ. Tớ đi vào lấy cặp, hai người chờ một chút. Vương tim hấp tấp lại chạy vào lấy cặp đã chuẩn bị hôm qua, đeo lên lưng mà lại phát hiện dây lưng quá ngắn, không thể mang lên được, chỉ có thể trực tiếp ôm vào trong ngực chạy ra. Chương 5 Nguồn Mê truyện audio.com Trên đường tử bạch đi không nói lời nào, còn tử tuệ nói với vương tim những việc cần phải chú ý còn có thời gian đi học gì đó tử tuệ tỉ tỉ tớ thấy cậu với ba tớ rất giống nhau vương tim cố ý nói ra câu này thấy sắc mặt tử tuệ cứng đờ nhưng rất nhanh khôi phục lại tớ so với cậu hơn mấy tháng mà thôi em gái phải nhớ rõ lời chị đây dặn đó biết chưa có gì không hiểu thì cứ hỏi chị tử tuệ cảm thấy làm con nít không tệ lắm chẳng qua là biểu hiện của mình không thành thục lắm thôi. Đã rõ, tỷ tỷ thật tốt. Vương Tim hiếp mắt cười rộ lên. Đi vào nhà trẻ, bọn họ hiện tại đã tuổi lớn nhất nên học ở lớp lá, cũng học tại đây một năm sẽ liền đi học tiểu học. Tại đây Vương Tiệm lại trở thành quái vật khổng lồ của lớp. Thân hình Vương Tim thực sự sẽ dọa sợ tiểu hài tử, nhưng ngoại trừ một người. Trương Vũ, cậu xả tóc tớ làm gì? Vương Tim xoay người nhìn cậu nhóc ở phía sau mình, mà ở vị trí ngồi của Vương Tim không bị giáo viên chú ý nhiều, chuyện này thực khổ với bọn họ, đặc biệt người ngồi sau Trương Vũ là mệt nhất. Hắc hắc, người mới chuyển tới, cậu chính là bà béo. Chính vì cậu nên chỗ tớ mới nhỏ đi. Âm thanh Trương Vũ phía sau truyền đến, thỉnh thoảng kéo tóc Vương Tim xuống. Vương Tim hiện tại cũng không thể nào làm gì được, Trương Vũ này chắc chắn là nam xứng, gia đình có điều kiện tốt, ở khu biệt thự mà nói thực ra là một thiếu gia ăn chơi vẫn luôn yêu thầm tử tuệ từ nhà trẻ đến đại học cô nhìn về phía tử bạch đang ngồi rất xa vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn tử bạch cũng chú ý tới ánh mắt này kỳ lạ là hắn luôn chú ý đến sự việc bên đó nghĩ đến việc tối qua hắn đứng lên đi về phía trương vũ nhàn nhạt nói cậu có muốn cùng ở đổi chỗ hay không muốn 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 Trương Vũ nhanh chóng đứng dậy. Tử Bạch và Tử Tuệ ngồi cùng bàn, nếu đổi chỗ với Tử Bạch thì hắn sẽ được ngồi cùng Tử Tuệ, Trương Vũ sao lại không muốn đổi được. Tử Bạch ca ca cậu thật tốt. Vương Tiêm nhạ nhạ nói. Lại một ngày sắp đi qua, Vương Tiêm phát hiện Tử Bạch thật sự rất ngờ nghệch, không bao giờ cự tuyệt người khác, người khác muốn nhờ hắn tìm đồ, Hỗ trợ hoặc múc nước hắn đều đồng ý, cái này làm Vương Tim bân khuân không biết việc tối qua dễ dàng như vậy không phải do bản tính này của hắn đấy chứ. Tử Bạch ca ca, việc gì cậu cũng có thể đồng ý sao? Vương Tim này ngồi cùng bàn với Tử Bạch, mà giáo viên cũng cam chịu việc này. Hả? Tử Bạch nghiêng đầu hỏi Vương Tim, Vương Tim cho rằng hắn sẽ luôn như vậy. Cái ngốc tử này. Vương Tim cảm thấy thời gian về sau đứa ngốc này sẽ không phát sinh sự việc gì quá lớn. Sẽ thực nhàm chán Nhưng nhiều năm sau Vương Tim bị đè trên gường Chàng trai giống như sói đói Cô nhất định sẽ đem câu nói đó liều mạng dẫm đạp dưới chân Cuối cùng cũng tan học Vương Tim cùng bọn tử bạch về nhà Ở nhà trẻ rất là buồn chán Nhưng hiện tại cô còn nhỏ Đối với công lược nam chủ này phải chờ mấy năm nữa Hiện tại nói việc yêu đương Vương Tim cảm thấy đứa ngốc kia nhất định Không biết đây là ý tứ gì Chương 6 Nguồn Mê truyện audio com Tử Bạch ca ca, lát nữa cậu có việc gì không? Vương Tim vừa tạm biệt tử tuệ, hiện tại chỉ còn hai người bọn họ. Lát nữa tớ phải đi học võ. Tử Bạch đờ đẫn nói. Cái gì? Cậu học võ á? Vương Tim không thể tưởng tượng nhìn thân hình tử Bạch gầy nỏ trước mắt cô, chân nhân bất lộ tướng A, tử Bạch bị nhìn chầm chầm có chút đỏ mặt, nhẹ nhàng ân một tiếng mẹ tớ nói tớ thể chất có một chút không tốt cho nên phải đi tập võ tớ đi với cậu được không vương tim một phen lôi kéo cánh tay tử bạch có thể tử bạch có chút kinh ngạc nhìn vương tim đi vào thì thấy một cái võ quán rất lớn một đám trẻ con thiếu niên còn có người lớn múa may con gái rất ít chỉ có một vài người tử bạch đến võ quán liền thay quần áo bắt đầu luyện tập mà vương tim chỉ yên lặng một bên đứng nhìn phát hiện tử bạch đánh quyền rất đẹp. Mãi cho đến 7 giờ tối, bọn họ mới kết thúc, tử bạch tiến vào phòng nghỉ, một hồi liền đổi quần áo, tóc đều rất ẩm ướt. Chúng ta đi thôi. Tử bạch đến bên cạnh vương tim cầm lấy cặp trên người cô. Vương tim gật gật đầu, mới tới cửa liền thấy mẹ tử bạch đã tới. Vương tim cũng ở đây sao, mẹ tử bạch thấy vương tim ở đây có chút kinh ngạc. Là con đối với luyện võ có hứng thú sao? Chào gì à, con tới đây chờ tử bạch ca ca. Đây chính là mẹ chồng tương lai của cô, nên cô phải biểu hiện thật tốt. Thì ra là vậy, thôi chúng ta đi về, vừa nãy ba con còn hỏi gì có thấy con không, để gì gọi điện thoại nói với ba con đã. Mẹ tử bạch cầm điện thoại gọi điện, một hồi bên kia liền an lên âm thanh. Anh Vương A, Vương Tim đang ở chỗ tôi, ân, đúng vậy, đi cùng con trai tôi đến võ quán, không cần lo, được, lát nữa gặp lại mẹ tử bạch nói một chút liền tắt điện thoại rồi nhìn về phía vương tim vương tim chúng đi ăn ở bên ngoài ba con cũng ở chỗ đó vâng ạ à. vương tim cao hứng nói một chút liền lôi kéo tử bạch một hồi ba người đi vào một nhà hàng trung đẳng người phục vụ tiến tới hỏi mẹ tử bạch nói ra một dãy số người phục vụ dẫn ba người vào một phòng bao mở cửa ra chỉ thấy bên trong rất nhiều người ba nhà mình cùng hai người khác ngồi bên trái còn bàn bên này chỉ có một người phụ nữ và một nữ hài tử nữ hài tử đó chính là tử tuệ mọi người tới rồi người đàn ông mặc tây trang đeo mắt kính thoạt nhìn lịch sự văn nhã nói ba tử bạch hướng tới người đàn ông hô vương tim nghĩ thầm thì ra đây chính là ba tử bạch ba chồng tương lai a à, vội vàng cười chào hỏi chào chú ạ à. ba tử bạch cũng cười đối với vương tim vẫy tay ngoan đói bụng không mau tới ăn chút điểm tâm. Chúng ta không phải tới sao. Mẹ tử bạch phản đối, ngồi ở bàn phụ nữ bên này, thấy người quen đứng lên tiếp đón. Rồi sau đó vương tim giữa tử bạch và tử tuệ. Người đều đã đến đông đủ, cũng nhận thức ở đây đều các chú, các gì, mẹ tử bạch cùng mẹ tử tuệ nói chuyện, còn có vương ba, ba tử bạch và ba tử tuệ. Tất cả mọi người đều nói chuyện vui vẻ, vương tim nhìn chầm chầm tử bạch, bởi vì trên tay hắn xuất hiện khối rubik Tay nhỏ thực mau liền đùa nghịch Vương tim nhìn đén phải nể phục Chương 7 Nguồn Mê truyện audio.com Vương tim nhìn tử bạch đem khối rubik hoàn thành Có điểm trợn mắt há hốc Cô một phen đoạt lấy Xoay tới xoay lui Rồi đưa lại Tử bạch bắt đầu xoay Liền như vậy xoay vài cái đã hoàn thành xong Vương tim rốt cuộc cũng nhận ra được IQ tử bạch cũng thật cao người lớn đem một màn này nhìn xem, đều thật vui mừng cười, tử tuệ bởi vì là người trọng sinh, nên hẳn bản thân cô tuổi tác đã lớn, cho nên ngồi một bên nhóm các gì. Một hồi đồ ăn đã được dọn lên, tràn đầy một bàn, thịt chiếm tỷ lệ 7 phần, những rau dưa khác chỉ chiếm có 3 phần, lúc ăn cơm các chú, các gì liều mạng gấp thịt cho vương tim. Vương tim cười khổ đem thịt trong chén gấp cho tử bạch. Tử bạch đáng thương vốn dĩ không ăn quá nhiều thịt, mà đêm nay thịt trong chén đều ăn hết, ăn đến sắc mặt trắng bệch. Ai nha, tôi cảm thấy vương tim gầy xuống nhất định sẽ là tiểu mỹ nhân a. Mẹ Tử Bạch điểm nhẹ lên mũi vương tim, làm cho vương tim ngượng ngùng cúi đầu, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn mẹ Tử Bạch, thành thực gật gật đầu. Dì à, con cũng thấy vậy, cho nên con phải giảm béo nhanh mới được. Ha ha. Các chú cười ha hả, mà mẹ Tử Bạch càng hiểu được, con cùng Tử Bạch nhà dì tập võ đi có thể giảm béo, còn có thể phòng thân nữa. Mẹ Tử Bạch nhéo khuôn mặt Vương Tim, vốn dĩ đã hồng nhuận, giờ càng rạng mây đỏ. Vương Tim xem xét vấn đề này, tuy rằng có thể mỗi ngày bên cạnh Tử Bạch, nhưng luyện võ không phải chuyện đùa giỡn, trước kia cô cũng có nhiệm vụ đánh quyền, ngày ấy thật là thống khổ bất cam. Lúc này, Vương Tim cảm giác trên mặt mình lại có nhiệt độ, cô còn tưởng ra lại là mẹ Tử Bạch, liền ngẩng đầu lên, nhưng phát hiện người niết mặt cô chính là Tử Bạch bị phát hiện tử bạch vội vàng muốn rút tay về nhưng bị vương tim giữ chặt đối với mẹ tử bạch nói được ạ à, con thích tử bạch ca ca nhất vì xem tử bạch ca ca cũng thích con miết mặt con ha ha bốn phi người bắt đầu vui cười không thôi tử tuệ cũng đều nhấp miệng cười trên mặt tử bạch có chút đỏ bừng nhưng tay hắn bị vương tim kéo đến mặt nàng rất là mềm mại làm hắn lưu luyến không thôi ba con có thể tập võ không vương tim không có chút ý đến sự biến hóa trên mặt hắn quay đầu về phía ba mình có thể a à, vương ba rất sảng khoái đáp ứng người trong phòng bởi vì hành động của vương tim mà vui vẻ không thôi ở trong ngõ nhỏ của bọn họ vốn dĩ chỉ có mình tử tuệ là nữ hài tử đứa nhỏ này từ nhỏ đã rất già dặn tuy rằng ngoan ngoãn nhưng vương tim là đứa trẻ rất vui vẻ làm bọn họ thực cao hứng một bữa cơm ảm thực lâu chờ trở về đã tới 10 giờ người lớn sợ mấy đứa nhỏ sáng mai không dậy nổi vội vàng trở về nhà mình vương tiên về đến nhà nhà bị vương ba thúc giục tắm rửa nằm trên gường nhìn ngoài không trung bầu trời đầy sao ánh trăng chiếc xạ trên cửa sổ khiến bốn phía yên tĩnh vô cùng nàng chậm rãi cảm ứng cảm xúc của tử bạch lúc này cảm xúc hắn có điểm biến hóa không phải khẩn trương không phải sợ hãi hình như là sung sướng chậm rãi cảm ứng Vương tim mơ mơ màng màng cũng liền nhắm mắt lại đã ngủ. Chương 8 Nguồn Mê audio com Ngày thứ hai, vương tim sớm rời giường, lần này không đợi bọn tử bạch tới chờ cô nữa mà liền đến trước nhà bọn họ. Ba người đi trên đường, trừ vương tim một đường ríu rít, tử bạch cùng tử tuệ thực yên tĩnh. Bà béo Một âm thanh quen thuộc vang lên cách đó không xa. Vương Tim biết đây là ai nên trực tiếp không để ý tới, tay trái câu lấy tay tử tuệ, tay phải lôi kéo tay tử bạch trực tiếp lôi kéo đi về phía trước. Bà Béo Tôi treo cậu, cậu không nghe được à? Trương Vũ vốn dĩ ngồi trên xe, thấy Vương Tim làm lơ chạy trốn, vội vàng xuống xe chạy tới. Cậu là ai à, tôi không quen biết cậu. Vương Tim bị kêu một câu bà Béo hai câu bà Béo liền phiền lòng, nàng sẽ gầy có được không? bà béo này thế nhưng không quen biết bổn thiếu gia sao trương vũ liền tiến lên muốn bắt lấy vương tim vương tim theo tay vung lên liền đem trương vĩ ngã xuống đất một chút liền đè ở trên người hắn khuôn mặt liều mạng với trương vũ cậu kêu tối là bà béo cậu chính là khỉ ốm tử nam xứng thì ghê gớm lắm sao giết chết ngươi tử tuệ cùng tử bạch thấy hai người đánh nhau hơn nửa vương tim trong miệng nhắc mãi nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Vương Tim đừng nháo, mắt hắn đã đỏ bừng, rất mau sẽ phá tướng. Tử Tuệ tiến lên ngăn cản động tác Vương Tim lại, nhưng không có sức lực, chỉ có thể dời phương pháp khác che mặt Trương Vũ lại. A o o o Tử Tuệ, tớ đau quá. Vốn dĩ bị Vương Tim dọa nhất thời ngốc, lúc này Tử Tuệ giúp hắn, nước mắt một chút liền rơi ra. Hừ. Vương Tim thở hổn hển đứng dậy, Nàng mà không phát giận mới là có bệnh Cặp mẹ Lại còn béo như vậy Về nhất định không ai dám cưới cậu Trương Vũ bên cạnh có tử tuệ Lá gan cũng lớn hơn Không sợ chết lại nói Cậu còn nói Vương Tim vén tay áo bước lên phía trước Vương Tim đừng nháo Tử Bạch xả tay áo Vương Tim xuống Vương Tim nghe được tiếng Tử Bạch bên cạnh Liền mặt kệ nam xứng Nam chủ mới là chính đạo liền hy vọng hắn chết đều không theo đuổi được Tử Tuệ. Tử Bạch ca ca, Tử Tuệ tỷ tỷ chúng ta đi, không để ý tới hắn nữa. Vương Tim lôi kéo hai người liền đi. Trương Vũ khuôn mặt như trái táo đi ở phía sau. Tới nhà trẻ, Vương Tim cũng chưa từng nói với Trương Vũ một câu, mỗi thời mỗi khắc đều lôi kéo Tử Bạch ôm tồn. Buổi chiều tan học, ba người đi tới cửa, thấy Trương Vũ ngồi trong xe hơi vẫy tay với Tử Tuệ. Tử Tuệ cùng tớ ngồi xe trở về đi. Tử tuệ có điểm không xác minh nhìn về phía tử bạch cùng vương tiêm. Trương vũ hướng tử bạch cũng phất tay. Tử bạch cũng đến đây đi. Lại vẻ mặt ghét bỏ nhìn vương tiêm, bà béo đừng tới đây, tôi sợ đồ trong xe bị cậu đè hư mất. Cậu! Vương tiêm lại muốn nổi bảo. Tử tuệ cùng trương vũ ngồi xe trở về đi, tớ cùng vương tiêm đi đến võ quán tập luyện. Tử bạch nắm vương tiêm liền đi này bà béo học võ à vẻ mặt không thể tưởng tượng được nhìn bóng dáng vương tim lời này vừa vặn bị vương tim nghe được quay đầu tàn ác nói với hắn chờ tôi học thành trở về chúng ta nhất quyết tử chiến trương vũ bị dọa đến không dám nói tiếp nữa tử tuệ một bên cười lắc đầu ngồi trên xe trên đường trương vũ một bên ngồi nhìn tử tuệ vẫn là tử tuệ là tốt nhất bà béo kia căn bản không phải là con gái đánh nhau so với con trai còn hơn. Tuổi cậu còn nhỏ biết cái gì là đàn ông sao? Tử Tuệ cười nói, biết a, à, tớ chính là đàn ông. Tử Tuệ, tớ về sau sẽ bảo vệ cậu. Trương Vũ nắm tay thật nghiêm túc nhìn Tử Tuệ. Tử Tuệ nghe vậy có chút kinh ngạc, nhưng ngẫm lại, đó cũng chỉ là một đứa trẻ. Chương 9. Nguồn: Mê truyện audio.com Trương Vũ thấy Tử Tuệ không nói lời nào tưởng cô đồng ý, trong lòng rất cao hứng, đối với Tử Tuệ càng thêm nhiệt tình. Tử Tuệ bị sự nhiệt tình của Trương Vũ có chút không chịu nổi, nhưng nghĩ lại nếu cự tuyệt, đứa trẻ này hẳn là sẽ sinh khí, vẫn là nên mặc kệ hắn. Mà bên kia võ quán, học sinh mới Vương Tim rất được đón nhận. Tuy thân thể như vậy nhưng vốn dĩ cũng là con gái. Mọi người phải chiếu cố Vương Tim nhiều hơn, biết không? thầy giáo nói với học sinh đã biết ạ à. mọi người trăm miệng một lời vương tim bắt đầu luyện trước mấy bước cơ bản đã thầy giáo sờ đầu vương tim vương tim rất ngoan ngoãn gật đầu vâng ạ à. từ giờ vương tim bắt đầu tập võ thời gian ở nhà trẻ cũng nhanh chóng đi qua đang đi trên đường cô sinh hoạt với tử bạch không những ở nhà trẻ còn cùng tập võ mỗi ngày Vương Tim từ cân nặng 55 kg dáng người chậm rãi gầy còn 50 kg, cô rất vui mừng, nhưng có người không cao hứng như vậy. Tử Bạch yên lặng thoáng nhìn khuôn mặt vốn dĩ mượt mà của cô, gầy đi không ít, vốn dĩ có thể niết một đống thịt, hiện tại lại không thể nữa rồi. Kỳ thật cậu gầy đi có chút không đẹp. Tử Bạch nhỏ giọng nói thầm một câu. Cái gì? Vương Tim không nghe rõ, dựa lại hỏi. Không có việc gì tử bạch vẫy vẫy đầu liền đeo cặp chạy đi. Vương tim nhìn bóng dáng người đối diện, cảm nhận được quán khí trong lòng hắn, không biết tại sao người này đột nhiên lại như vậy. Nhưng vẫn bởi vì tự thân gầy đi rất là cao hứng đi về hướng tử bạch. Học tiểu học, vương tim, tử bạch, tử tuệ cũng cùng nhau theo học một trường. Trùng hợp hơn nữa là vương tim cùng tử bạch chung lớp, còn tử tuệ học lớp khác. Năm hai tiểu học, trương vũ chuyển đến trường này, vương tim thầm nghĩ nam xứng chính là nam xứng. Lúc này cân nặng vương tim còn có 45kg, nhưng đối với thân hình chỉ cao một. 50 thì vẫn nói cô còn béo, lúc đi học bị không ít người trêu chọc, tất cả mọi người đều biết tròn lớp đó có bạn mập mạp. Mãi cho đến khi tiểu học, thể trọng vương tim mới được xem là bình thường, nhưng khuôn mặt vẫn tròn xoe, chiều cao so với tử bạch còn muốn cao hơn, cái này làm cho tử bạch có điểm không cân bằng, Mỗi ngày trừ việc luyện tập võ, còn có chạy bộ cùng đánh bóng rổ. Trung học, tất cả mọi người lại học chung một trường. Chẳng qua hình dáng tử tuệ dậy thì, trở thành hoa khôi của trường, còn Tử Bạch cũng trở thành mỹ nam. Có một ngày, Trương Vũ từ nhỏ đến lớn đối đầu với Vương Tim, giờ lại tìm cô, vẻ mặt như muốn khóc nhào tới cô. Vương Tim. Trương Vũ gào gào khóc lớn cậu nhiệt tình như vậy làm tôi hoài nghi cậu có phải là trương vũ hay không soái ca cậu là ai a à? vương tim né một bên làm người kia vồ hụt tôi thất tình cậu còn chê cười tôi trương vũ ngồi xổn bên cạnh thất tình vương tim có điểm kinh ngạc cậu có người yêu sao liền nói thất tình cậu sắc mặt trương vũ tức khắc không tốt tất cả mọi người đều biết hắn thích tử tuệ mà tử tuệ lại không thích hắn nên bị người khác chê cười. Nhưng nghĩ đến việc gì đó, hắn quay đầu lại. Hừ, chính cậu cũng rất mau sẽ thất tình thôi. Cậu không biết mọi người trong trường nói gì sao? Vương Tim nghe thấy kéo mặt xuống, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường. Tôi với cậu không giống nhau. Có chỗ nào không giống nhau? Cậu thích Tử Bạch, tôi thích Tử Tuệ, hiện giờ người trong trường đều đồng đại họ là một đôi, không phải sao? Trương Vũ tấm tắt một tiếng. Chương 10 Nguồn Mê truyện audio com Hiện tại học sinh trung học đều yêu rất sớm, tư tưởng đều rất thành thục, bọn họ bốn người cùng nhau lớn lên, cho nên quan hệ đều rất tốt, thường ngày mối quan hệ giữa tử bạch với tử tuệ đều rất trong sáng, cũng không biết vì cái gì mà trong mắt bọn học sinh trung học lại là mối quan hệ yêu đương kia. Rồi sau đó một thời gian, Vương Tim cảm thấy thái độ tử bạch đối với cô có điểm bất đồng, nếu cô đùa giỡn với hắn, hắn liền sẽ đỏ mặt, sau đó tức giận, người không quan biết hoặc không thân, hắn rất lễ phép đối đãi, đối đãi với tử tuệ cũng có điểm thân thiết, nhưng cô không nhìn ra được tử bạch thích tử tuệ, huống hồ chi cô còn có thể cảm nhận được tâm tình của hắn. Cho nên Vương Tim cảm thấy hai người bọn họ không có kiểu quan hệ thật tốt đó. Đó là mọi người đồng lung tung thôi, dù sao tử bạch cũng là người của tôi hơn nữa tôi tin tưởng tử bạch. Vương tim kiêu ngạo ngẩng đầu, khóe miệng trào phúng nhìn Trương Vũ, tấm tắt, bởi vì sự tín nhiệm của cậu quá thấp, làm sao có thể theo đuổi tử tuệ được. Tôi không có. Tôi vẫn luôn luôn tin tưởng tử tuệ. Trương Vũ giống như bị bắt lấy biếm tóc khí trướng mặt đỏ lên. Vậy cậu nói thất tình làm gì, cậu còn chưa nói cho tử tuệ biết, nên đó không phải thất tình, gọi là đơn phương không thực hiện được mà thôi. Tôi không nói cùng cậu nữa." Trương Vũ hô một tiếng liền chạy đi mất. "Hừ, ai nguyện ý cùng cậu bàn về việc này đâu?" Vương Tim nhỏ giọng nói thầm rồi cũng rời khỏi. Cũng không biết bên thân cây kia có hai người đứng, màn đối thoại của bọn họ đều bị hai người kia nghe thấy được. Tử Bạch bị câu, tử Bạch của tôi, làm cho đỏ mặt, lúc này nhìn Tử Tuệ đối diện, có điểm ngượng ngùng xoay người. Nha đầu này, thường ngày nói không e lệ, lần này làm trò người khác nói ra nhưng trương vũ thích tử tuệ có chút ngoài sức tưởng tượng thì ra trương vũ thích cậu tử bạch khôi phục lại biểu tình hắn hiện tại chỉ là trẻ con không hiểu cái gì là thích tử tuệ xua xua tay lại nghẹn cười nói nhưng vương tim thích cậu tớ vẫn luôn biết tử bạch lại đỏ mặt không đợi hắn nói tử tuệ liền rời khỏi chỉ câu hắn là trẻ con làm cho tử bạch rất nghi hoặc Chẳng lẽ cô không phải là trẻ con sao? Trở lại lớp học, thấy Vương Tim ngồi đó, hắn chậm rì rì cũng đi tới. Tử Bạch, cậu đi đâu lâu như vậy? Vương Tim trên mặt sốt ruột nói. Từ sơ Trung Vương Tim liền không gọi ca ca tỷ tỷ nữa. Đi mua quà vặt. Tử Bạch ngồi vào chỗ, vẫy vẫy đồ ăn trong tay. Lần này bọn họ lại ngồi cùng bàn, vốn dĩ không ngồi cùng, nhưng nha đầu này hai ba ngày đầu chạy đi tìm chủ nhiệm lớp chủ nhiệm lớp bất quá liền đồng ý cô, vương tim thấy đồ ăn vặt mắt liền sáng lên, qua, cảm ơn tử bạch. Một phen liền đem đồ vặt đoạt lấy. Tử bạch thấy hai cái má phúng phiến kia tâm liền ngứa, nhịn không được với tay xoa lấy. Đang chuyên tâm ăn vương tim chỉ cảm thấy khuôn mặt ngứa, cô biết tử bạch đối với mặt cô rất có hứng thú. Với thể chất hiện tại của vương tim không dễ béo phì, một là cô tập võ, hai là mỗi ngày cũng không ăn quá nhiều nói đến võ vương tim liền đảo mắt nhìn về phía tử bạch tử bạch cuối tuần thi đấu tớ đi với cậu không cần thầy nói lần này sẽ có người chuyên môn tiếp đón tử bạch lắc đầu lần này đi chính là nơi khác với lại không muốn nha đầu này lăn lộn không được tớ muốn đi vương tim kiên định nói